Xin chào mọi người, đây là những kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một dự án xem video YouTube mới ra nha mọi người. Và nếu như các bạn có quan tâm đến dự án này thì hãy xem hết video để mình hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách đăng ký và kiếm tiền trên dự án này nha. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký và nhấn chuông thông báo để mỗi khi mình có dự án kiếm tiền mới và ngon, mình sẽ chia sẻ lên đây cho các bạn nha. Vậy thì dự án kiếm tiền này như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm nha. Thì đầu tiên các bạn cần có một tài khoản, cần tạo một tài khoản cho mình nhé. Thì đường link đăng ký tài khoản ấy mình có ghi ở dưới phần mô tả video và dưới phần bình luận của video nha mọi người. Thì đầu tiên mọi người đăng ký, mọi người ghi vào mail ở đây nhá, dòng bên dưới là mọi người ghi vào mật khẩu nhé và các bạn giải captcha. Và sau đó ấn đăng ký là xong cho mọi người. Ok, thì vào trong bên trong dự án thì nó sẽ như thế này này. Đây là phần trang chủ của dự án nha mọi người. Gồm có số dư và số tiền mình đã kiếm được ngày hôm nay này. Và số tiền hoa hồng này. Thì cái level arc này thì các bạn càng xem video nhiều ấy thì level của bạn càng tăng cao. Mà càng tăng cao thì phần thưởng của bạn cũng tăng dần lên nhá. Ok, thì mình sẽ chỉ cho bạn cách kiếm tiền ở trong dự án này nha. Thì đầu tiên các bạn vào truy cập vào trong phần video này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có nhiệm vụ nhé. Thì mọi người xem nhiệm vụ này là các bạn phải xem hết 20 giây thì các bạn sẽ nhận được là 0.000242 đô nha mọi người. Thì một ngày các bạn có 561 lượt xem. Ok, thì bây giờ mọi người ấn vào chữ view cho mình nhé. Ok, dự án nó sẽ đến trang này thì mọi người hãy ấn vào xem video cho mình nhé. Xem hết 20 giây nha mọi người. Дорогие друзья, мы вам привезли Бронко Спорт. Никто не снимал этот видео про него обзор. Давайте вместе посмотрим. Очень интересная машина в достаточно приемлемом бюджете. Вчера мне клиент звонит и говорит: «Данил, какую машину купить? Я хочу купить Сузуки Балена за 3500». Я говорю: «Ничего, пойдем посмотрим». Và đến video này thì các bạn chỉ cần xem 10 giây thôi nhé. Các bạn cứ làm như vậy, liên tục lặp lại như vậy đến khi nào đủ pin rút thì các bạn truy cập vào đây nhé. Truy cập vào Paywood này. Mà trước khi các bạn muốn rút tiền ấy, thì các bạn cần phải liên kết ví tiền để các bạn rút nhé. Thì ở đây thì mình sẽ liên kết ví Dock ấy. Để ví Dock này có pin rút này, thấp nhất này có 0.2 đô thôi. Còn ví Payer là 0.5 TRX thì 1 đô thôi. Mình sẽ ở đây liên kết ví nha mọi người. Thì mình sẽ đi lấy ví đó coi nha mọi người. Thì mình sẽ truy cập vào con nước. Đây mọi người tìm trong đó ghe này, mọi người nhấp vào. Xong mọi người ấn chứng nhận này. Nếu mọi người sao chấp ví nhé, mà sáng vào. Mình ấn đây. Đây, sao ghe nhé, new nhé. Ok. Bây giờ mình khi mà mình đủ minh rút thì mình sẽ cứ thế mình cứ rút về thôi là nó sẽ tự động về ví con nước của mình nhá. Đây hiện tại mình chưa đủ minh rút rồi mọi người. Ok, thì ở đây có thêm một phần kiếm tiền mới là các bạn mời bạn bè để cùng kiếm tiền nhé mọi người. Đây là link sao chép nhé, mọi người sao chép cái link này vào và gửi cho bạn bè cùng nhau kiếm tiền nha mọi người. Thì ở đây hoa hồng có 3 cấp độ. Level 1 là các bạn được 10%, level 2 là 4% và level 3 là 2%. Ok, mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. À mà các bạn ơi, hiện tại kênh mình có tạo event quay random. Quay random để chọn ra những bạn may mắn ấy, mình sẽ tặng quà cho các bạn đó. Và các bạn chỉ cần bình luận vào video của mình. Và các bạn lưu ý nhá, khi các bạn bình luận video ấy thì các bạn nhớ bình luận thêm cái ví TRX nha mọi người. Và sau đó mình sẽ quay random, quay trúng bạn nào ấy thì mình sẽ gửi trực tiếp TRX vào ví của bạn đó luôn nhá. Và nếu bạn nào mà có bình luận mà có trúng thưởng mà quên không gửi tiền theo ví ấy thì có thể liên hệ với Zalo hoặc Telegram mình để ở dưới phần mô tả của video nha mọi người. Ok, thì mình xin kết thúc video ở đây nha.
hẹn các bạn vào video lần sau nha mọi người.